Quyển 49, thứ 15, Bồ Tát Địa, phần 3 Kiếu Cánh Trì Du Già Xứ, phẩm 3 Địa. Như trước đã thuyết 13 trụ, tùy theo kia mà kiến lập 7 địa, 6 địa đầu chỉ nói về Bồ Tát Địa. Một địa thứ 7 gồm Bồ Tát và Như Lai kiến lập thành một địa. Những gì là 7? 1. Chủng tánh địa, 2. Thắng giải hành địa, 3. Ý lạc tịnh thắng địa, 4. Hành chánh hạnh địa, 5. Vào trong quyết định địa, 6. Vào trong quyết định hành địa, 7. Đến cứu cánh địa. Trong 7 địa của Bồ Tát thì địa cuối cùng gọi là tạp địa. Trong đây, trụ chủng tánh thứ nhất gọi là chủng tánh địa, trụ thắng giải hành gọi là thắng giải hành địa, trụ cực hoan hỷ gọi là ý lạc tịnh thắng địa, trụ tăng thượng giới, trụ tăng thượng tâm, ba trụ tăng thượng tuệ và trụ vô tướng có gia hạnh có dụng công đều gọi là hành chánh hạnh địa. Trụ vô tướng không gia hạnh không dụng công gọi là vào trong quyết định địa, vì địa Bồ Tát đây ở trong sự quyết chấp. Trụ thứ ba vô ngại giải gọi là vào trong quyết định hành địa. Trụ Bồ Tát thành tựu viên mãn tối thượng và trụ Như Lai gọi là đến cứu cánh địa. Trụ Như Lai địa về sau sẽ kiến lập trong phẩm pháp Phật. Hỏi: Tự thắng giải hành địa, lúc tùy nhập ý lạc tịnh thắng địa, làm sao vượt qua các đường ác? Đáp: Chư Bồ Tát đây nương theo tịnh lự thanh tịnh thế gian, từ lúc an trụ ở thắng giải hành địa đã khéo tích tập tư lương Bồ Đề, ở nơi 110 chủng khổ của hữu tình như trên đã nói, tu tập ải mẫn tư duy khắp cả. Do tu tập đây làm nhân duyên để phát sanh ý lạc ải mẫn và ý lạc bi đối với từng sắc loại của hữu tình. Do nhân duyên đầy, vì lợi ích các loài hữu tình đã ở đường ác nên thệ ở trong các đường ác như nhà của mình phát lời nguyện rằng: Ta chỉ ở những chỗ như thế cho đến khi chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ta đều năng nhẫn thọ, chỉ vì trừ khổ cho các hữu tình, tất cả các nghiệp đường ác của họ, ta đều đem ý lạc thành tịnh, nguyện lãnh thọ quả khổ dị tục thay thế cho họ, vì khiến tất cả các ác nghiệp tốt xấu chẳng hiện hành trở lại. Vì thường hiện hành tất cả thiện nghiệp nên phát tâm chánh nguyện. Kia do lực bi nguyện tu tập tịnh lợi thế gian như vậy, nên tất cả đường ác sở hữu thô trọng của các phẩm phiền não ở nơi tự sở y đều được khiển trừ. Do đoạn đây không bao lâu Bồ Tát thành tựu sự chuyển y. Bồ Tát vô giáo chẳng gây tạo sở hữu ác nghiệp nơi đường ác, nên quyết định chắc chắn chẳng đi vào các đường ác. Ngàn đây gọi là Bồ Tát đã vượt qua tất cả ác đạo, cũng gọi là vượt qua thắng giải hành địa, cũng gọi là đã nhập ý lạc tịnh thắng địa. Như đã thuyết trong phẩm trụ ở trước, có 10 pháp năng tịnh tu trị ở các trụ, nay ở đây cũng là 10 pháp tịnh tu sửa trị ở các địa. 10 pháp như vậy cần phải rõ biết thứ lớp lược nghĩa năng trị sở trị an lập sai biệt. Những gì là 10? 1. Đối với hữu tình hoàn toàn chưa phát tâm, hoàn toàn chưa thọ trì học xứ của Bồ Tát thì tín là pháp sở đối trị của kia, vì đối trị kia nên an lập họ nơi tín. 2. Đối với các hữu tình có tầm tổn hại thì bi là pháp sở đối trị của kia, vì đối trị kia nên an lập họ nơi bi. 3. Đối với hữu tình có tâm sân khỏe thì từ là pháp sở đối trị của kia, vì đối trị kia nên an lập họ nơi từ. 4. Đối với hữu tình ở nơi thân mạng tiền của có sự đoái luyến thì xả là pháp sở đối trị của kia, vì đối trị kia nên an lập họ nơi xả. 5. Đối với hữu tình mong cầu báo ân, có nhiều việc làm tà hạnh, tham đắm lợi dưỡng thì không nhàm mỏi, là pháp sở đối trị của kia, vì đối trị kia nên an lập họ ở nơi không nhàm mỏi. 6. Đối với hữu tình không gia hạnh, không có phương tiện thiện xảo, thì khéo biết các luận là pháp sở đối trị của kia, vì đối trị kia nên an lập họ nơi khéo biết luận. 7. Đối với hữu tình tánh công nhu hòa, tâm hành chuyển, chẳng thuận theo người, thì khéo hiểu biết tất cả thế gian là pháp sở đối trị của kia, vì đối trị kia nên an lập họ nơi khéo hiểu biết tất cả thế gian. 8. Đối với hữu tình tu thệ pháp mà lại phóng dật giải đãi, thì tàm quý là pháp sở đối trị của kia, vì đối trị kia nên an lập họ nơi tàm quý. 9. Nếu nơi trùng trùng khổ đến sanh tử, mãnh liệt, trở thấy không gián đoạn, sanh sâu khiếp sợ, thế tánh được hành trì kiên cố là pháp sở đối trị của kia, vì đối trị kia nên an lập họ nơi tánh hành trì lực kiên cố. 10. Đối với hữu tình còn do dự nghi hoặc đại sư,
thì cũng dường như Lai là pháp sở đối trị của kia, vì đối trị kia nên an lập họ nơi cũng dường như Lai. Như vậy tạm thuyết sở trị năng trị an lập của mười pháp, nghĩa tóm lược thế nào? Mười pháp đây được hiện hai nghĩa: một, hiển thị ý là thành tịnh; hai, hiển thị gia hạnh thành tịnh. Nên biết ba chủng đầu hiển thị ý là thành tịnh của Bồ Tát, bảy chủng sau hiển thị gia hạnh thành tịnh của Bồ Tát. Sao lại có thứ lớp mười pháp như thế? Trừ Bồ Tát trước đối với đại Bồ Đề sanh tịnh tín thẳm sâu, kể đến đối với các loại hữu tình có khổ và khởi bì mẫn, lục khởi bì mẫn thệ nguyện như vậy: ta phải cứu tế tất cả hữu tình khiến họ được an lạc, nên phát khởi tâm từ. Đã khởi tâm từ rồi, năng xả tất cả thân mạng tiền của không lòng đến tiếp, không đến tiếp rồi, được vì nghĩa kia mà tinh cần gia hạnh không biết nhằm mỏi. Không nhằm mỏi rồi, lại khéo biết các luận. Đã khéo biết luận rồi, tùy thế gian mà chuyển, tức là phải biết thế gian. Đã biết thế gian rồi, nếu phiền não bỗng nhiên hiện hành, sanh sâu tạm quý. Đã sanh tạm quý rồi, không chuyển theo phiền não nên hành được tự tại. Do đây, thành tựu tánh được hành trì kiên cố. Do tránh thành tựu tánh đây, nên ở nơi tránh giác hạnh được không thối chuyển. Vô lượng thệ pháp chuyển vận tăng trưởng, năng đối với Như Lai phụng hiến thượng diệu, cúng dường chánh hạnh, cúng dường tài bảo cung kính, cho nên cuối cùng là cúng dường Như Lai. Như đây là thứ lớp tu chứng mười pháp, nên biết mười chủng thiện pháp như vậy đang tịnh tu trị ở tất cả địa. Phần 3, truy cứu cánh dù giả xứ. Phẩm 4, hành. Bồ Tát từ thắng giải hành địa đầu tiên cho đến trụ cuối cùng đến cứu cánh địa và trong tất cả Bồ Tát địa đây, nên biết lược có bốn hành của Bồ Tát. Những gì là bốn? Một, hành ba la mật đa; hai, hành pháp bồ đề phần; ba, hành thần thông; bốn, hành thành thục hữu tình. Một, hành ba la mật đa. Phần trước đã thuyết sáu chủng ba la mật đa và phương tiện thiện xảo ba la mật đa, nguyện ba la mật đa, lực ba la mật đa, trí ba la mật đa. Mười chủng ba la mật đa như vậy gọi chung là hành ba la mật đa. Như trước đã thuyết 12 hành tướng phương tiện thiện xảo nên biết gọi là phương tiện thiện xảo ba la mật đa. Như trước đã thuyết 5 chủng đại nguyện nên biết gọi là nguyện ba la mật đa. Sở hữu 10 lực gia hạnh thành tịnh nên biết gọi là lực ba la mật đa. Cả nơi tất cả pháp như thật an lập diệu trí thành tịnh gọi là trí ba la mật đa. Này ở trong đây diệu tại thành tịnh năng nắm giữ thắng nghĩa vô phân biệt chuyển gọi là tuệ ba la mật đa. Diệu trí thành tịnh năng nắm giữ nghĩa thế tục có phân biệt chuyển gọi là trí ba la mật đa, đây gọi là hai chủng khác nhau. Lại có cách nói khác, vô lượng trí gọi là phương tiện thiện xảo ba la mật đa, mong cầu tánh trí thù thắng về sau gọi là nguyện ba la mật đa. Tất cả ma oán chẳng thể hủy hoại tánh đạo gọi là lực ba la mật đa. Như thật hiểu rõ tánh cảnh sở tri gọi là trí ba la mật đa. Hai, hành pháp bồ đề phần, sở hữu tất cả 37 pháp bồ đề phần, bốn niệm trụ, bốn chủng tầm tư, bốn trí như thật như trước đã nói, gọi chung là hành pháp bồ đề phần của Bồ Tát. Ba, hành thần thông, như trước đã nói sở hữu sáu chủng thần thông của Bồ Tát trong phẩm uy lực gọi là hành thần thông. Bốn, hành thành thuộc hữu tình, như trước đã nói hai chủng vô lượng, một vô lượng giới được điều phục, hai vô lượng phương tiện điều phục giới, và tất cả thành thuộc hữu tình như trong phẩm thành thuộc đã nói, tất cả gọi chung là hành thành thuộc hữu tình của Bồ Tát. Như vậy bốn chủng diệu hành của Bồ Tát nhiếp khắp tất cả sở hành thiện hạnh của Bồ Tát. Nên biết trong đây mười pháp ba la mật đa, như thí ba la mật đa thì phải trải qua ba đại a tăng kế kiếp, trường thời tu tập mới chứng đắc viên mãn về tự tánh thành tịnh, thể thủ thắng về vượt ngoài thiện căn của tất cả thế gian, thành phần độc giác về nhiếp thọ quả bồ đề tối thắng. Mười pháp như vậy hành trì tối cực dài lâu mới năng chứng đắc trọn vẹn. Mười pháp như vậy tự tánh tối cực thanh tịnh thù thắng, năng đắc tối cực diệu quả bồ đề, cho nên gọi là ba la mật đa. Nên biết ba la mật đa như vậy, do ba nhân duyên nên thứ lớp kiến lập. Những gì là ba? Một, do đối trị; hai, do sanh khởi; ba, do quả dị thục. Một, sao gọi là do đối trị nên thứ lớp kiến lập ba la mật đa? Ở nơi hữu tình hà tiện, ác hạnh, oán hận, bước não, giải đãi, tán loạn, ám độn, ngu si, thì thí sáu pháp năng là đối trị của kia. Sáu pháp năng chướng ngại bồ đề như vậy,
Tùy chỗ thích hợp mà kiến lập sáu chủng ba la mật đa, nên biết sáu ba la mật đa còn lại cũng nhiếp vào đây. Đây gọi là do đối trị nên thứ lớp kiến lập ba la mật đa như vậy. Hai, sao gọi là do sanh khởi nên thứ lớp kiến lập ba la mật đa? Chư Bồ Tát trước ở nơi tiền của địa vị khủng lòng đắm luyến, xả dục gia đình, thọ thi là thành tịnh. Vì kính trọng giới đã thọ, nàng khảm nhẫn khi bị người não hại, không não hại lại người. Đã thọ trì tịnh giới lại tu tập an nhẫn, tịnh giới không lay động, không gián đoạn. Đối với các phẩm thiện, siêng năng tu gia hạnh. Vì tu tập siêng năng tinh tấn như vậy nên xa lìa phóng dật, nàng đạt đến tâm tánh nhất cảnh diệu thiện. Vì tâm đắc định nên quán thấy rõ biết như thật tất cả cảnh giới sở trì. Đây gọi là do danh sanh khởi nên thứ lớp kiến lập ba la mật đa như vậy. Ba, sao gọi là do quả dị thục nên thứ lớp kiến lập ba la mật đa? Ở trong hiện pháp, trừ Bồ Tát tích cảnh tu học thiện pháp như bố thí, do nhân duyên đầy ở đời đương lai, bên ngoài sẽ thành tựu trùng trùng chân bảo tiền của, không gì không viên mãn, nên biết tất cả đều do lực của nhân thực hành bố thí ba la mật đa mà thành tựu. Bên trong sẽ thành tựu năm tự thải viên mãn, tất cả đều do lực của nhân thực hành trì giới ba la mật đa mà được thành tựu. Sao gọi là bên trong thành tựu năm tự thải viên mãn? Đó là nhiếp lấy thiện đạo, hoặc cõi trời hoặc cõi người có được hình sắc thọ lượng thù thắng hơn so với hữu tình khác, đây gọi là viên mãn thứ nhất. Hoặc có cầu sanh ở nơi gia hạnh thiện, thường không nhằm mỏi, cảm nhẫn người não hại, chẳng vui não hại người, đây là viên mãn thứ hai. Hoặc có cầu sanh ở khắp tất cả sở tác sự nghiệp đang tụ tập, dũng mãnh bền chắc, đây là viên mãn thứ ba. Hoặc có cầu sanh tánh mỏng trần cấu, tự tâm thường tự tại chuyển, tâm có khả năng chịu đựng ở nơi tất cả nghĩa nhanh chóng thông tuệ, đây là viên mãn thứ tư. Hoặc có cầu sanh thành tựu tuệ rộng lớn ở nơi tất cả nghĩa, thông minh nhạy bén, đây là viên mãn thứ năm. Như vậy gọi là do quả dị thực nên thứ lớp kiến lập sáu chủng ba la mật đa như vậy. Do bốn chủng ba la mật đa trước là tư lương tự tánh quyến thuộc giữ gìn, nên biết chư Bồ Tát tu tăng thượng giới học viên mãn. Do tịnh lự ba la mật đa nên biết chư Bồ Tát tu tăng thượng tâm học viên mãn. Do bát nhã ba la mật đa nên biết chư Bồ Tát tu tăng thượng tuệ học viên mãn. Nếu bỏ qua việc tu tập ba tầng thượng trên thì Bồ Tát học đạo cũng chẳng thể thành tựu. Cho nên ba việc tu tập đây nhiếp toàn bộ quá trình mà Bồ Tát cần phải học trong lúc tu đạo. Do đây chỉ kiến lập sáu chủng ba la mật đa, ngoài đề ra chọn không có, hoặc thêm hoặc hơn. Lại, chư Bồ Tát được có bốn chủng việc phải làm. Do đây rộng nhiếp toàn bộ việc làm của Bồ Tát, những gì là bốn? Một, vì chứng Bồ Đề huân tu các thiện hạnh. Hai, do đây làm tiền dẫn thông đạt chân thật nghĩa. Ba, chứng đắc viên mãn uy lực. Bốn, thành thục hữu tình. Bốn chủng như vậy là sở tác của chư Bồ Tát. Bốn chủng hành đã nói ở trước, nên theo thứ lớp đó kiến lập bốn chủng việc phải làm của Bồ Tát. Cho nên quá đây chọn không kiến lập có các hành khác. Phần 3. Trì cứu cánh du giả xứ. Phần 5. Kiến lập 1. Đường trụ Như Lai và nương đến cứu cánh địa của Như Lai nên biết chư Phật Thế Tôn có 140 pháp Phật bất cộng. 1. Chư Như Lai thành tựu 32 tướng đại trượng phu. 2. 80 tùy hảo. 3. 4 nhất thiết chủng thành tịnh. 4. 10 lực. 5. 4 vô sở úy. 6. 3 niệm trụ. 7. 3 bất hộ. 8. Đại bi. 9. Pháp vô vọng thất. 10. Tập khí vĩnh viễn hại diệt. 11. Tất cả chủng diệu trí. 1. 32 chủng tướng đại trượng phu của Như Lai. 1. Tướng bàn chân của bậc đầy đủ đại trượng phu an trụ bằng phẳng vững vàng trên đất là tướng đại trượng phu của đại trượng phu. 2. Dưới hai lòng bàn chân hiện hình bánh xe ngàn căm, trục xe vành xe căm xe, không gì không viên mãn. 3. Ngón tay của bậc đầy đủ đại trượng phu tròn thon dài. 4. Gót mu bàn chân đầy đặn. 5. Tay chân mềm mại nhu nhuyến. 6. Giữa kẽ tay kẽ chân có mảng lưới mỏng. 7. Khi đứng thẳng tay dài quá đầu gối. 8. Bắp chân như nai chúa. 9. Thân ngay thẳng. 10. Nam căn ẩn kín. 11. Thần tướng viên mãn như nạc củ đà.
12 thượng quang một tầm, 13 lồng trên thân xoáy thành hình chôn ốc về phía bên phải, 14 mỗi lỗ chân lông toát màu xanh, 15 sắc da vàng óng, 16 da thần mịn màng bụi chẳng thể bám, 17 hai tay hai chân hai vai cổ bảy chỗ đều đầy đặn, 18 phần thân trên như sư tử chúa, 19 hai vai tròn, 20 nách đầy đặn, 21 thân thể ngay thẳng, 22 đầy đủ 40 cái răng bằng phẳng, 23 răng đều trắng khít, 24 bốn răng nanh lớn trắng, 25 hàm như sư tử, 26 lưỡi rộng dài lé ra phủ trùm đến mí tóc, 27 đường vị tối thượng trong các vị, 28 đường đại phạm âm, âm thanh vang dội như tiếng sấm rền, ngôn từ ai mẫn hoảng nhã khiến người nghe vui thích, như âm của ca lăng tần giả vang khắp thế gian. 29 mắt xanh thẳm, 30 lông mi như trâu chúa, 31 trên đỉnh đầu hiện thịt nổi cao như búi tóc, 32 đầu trắng giữa chạm mày xoáy thành hình chôn ốc về phía bên phải, đây gọi là 32 tướng đại trượng phu. 2. 80 tùy hào của Như Lai. Hai tay hai chân có đủ 20 ngón, lóng đốt móng của tay chân thể đều thu diệu, đây gọi là 20 tùy hào. Và trong mặt ngoài của hai tay hai chân tổng cộng là 8 chỗ, tay có 4 và chân có 4, khắp đều rất thủ diệu. Đây là 8 tùy hảo, hai mắt cá, hai đầu gối, hai đùi vế, tổng cộng là 6 chỗ, đều rất thủ diệu. Đây là 6 tùy hảo, hai cánh tay, hai khuỷu tay, hai cổ tay, 6 chỗ thủ diệu. Đây gọi là 6 tùy hảo, lưng không cong vẹo rất thủ diệu là 1 tùy hảo, hai hạch rất thủ diệu là 2 tùy hảo, âm tàng rất thủ diệu là 1 tùy hảo, hai mông rất thủ diệu là 2 tùy hảo, rốn sâu tròn rất thủ diệu là 1 tùy hảo, hai sườn, hai nách, hai vú thảy đều thủ diệu là 6 tùy hảo. Là 6 tùy hảo, bụng, ngực, xương sống, cổ, mỗi thứ đều có tùy hảo riêng biệt. Như vậy trừ phần trên cổ, phần thân dưới còn lại tổng cộng là 60 tùy hảo. Trên dưới của răng tóc đều thủ diệu là 2 tùy hảo, hàm trên hàm dưới rất thủ diệu là 1 tùy hảo. Hai môi rất thủ diệu là 2 tùy hảo, phần dưới má tròn đầy là 1 tùy hảo. Hai má tròn đầy là 2 tùy hảo, hai mắt rất thủ diệu là 2 tùy hảo. Hai mi rất thủ diệu là 2 tùy hảo. Hai lỗ mũi rất thủ diệu là 2 tùy hảo. Trán rất thủ diệu là 1 tùy hảo. Tóc mai và hai tai rất thủ diệu là 4 tùy hảo. Đầu tóc thủ diệu là 1 tùy hảo. Như vậy thân trên có 20 tùy hảo, thân dưới có 60, tổng cộng là 80 tùy hảo. Vào trời Bồ Tát lúc mới nhập Ý Lạc Tịnh Thắng Địa đầu tiên, đã đắc các tướng và các tùy hảo dị thục. Từ đây trở lên các địa trên, các tướng tùy hảo càng chuyển chuyển thanh tịnh thủ thắng hơn. Chỉ đến lúc ngồi tọa Bồ Đề mới chứng đắc, và phải bất cộng thiện tịnh viên mãn còn lại, như bốn chủng nhất thiết, diệu thanh tịnh. Và có các Bồ Tát còn yếu cũng đang thành tựu các tướng tùy hảo. Vì từ lúc an chú ý là tịnh thắng địa đầu tiên, tất cả sở hữu tư lương Bồ Đề không hề khác biệt, nên năng chiêu cảm tất cả tướng và tùy hảo. Lại tất cả tư lương Bồ Đề thì được có hai chủng, đó là đi đến Bồ Đề hoặc xa hoặc gần. Trong đây xa, tức là chưa thành tựu quả dị thục các tướng tùy hảo. Gần tức là ban đầu thu được quả dị thục tướng tùy hảo. Từ đây trở lên các địa trên, các tướng kia càng truyền truyền càng thu được thanh tịnh thủ thắng. Lại do lực giáo hóa, đức bảo giả phạm, vì đại chúng tuyên thuyết trùng trùng nghiệp tạo tác năng chiều cảm quả tướng tùy hảo như vậy. Vì cớ sao? Bởi lẽ muốn giáo hóa hữu tình đang hiện hành trùng trùng nghiệp ác, khiến họ sanh sơ vui thích các tướng kia. Như vậy trùng trùng hiện hành nghiệp ác là sở đối trị, trùng trùng nghiệp thiện cảm tướng tùy hảo là năng đối trị. Hữu tình kia nghe trùng trùng quả to lớn lợi ích thù thắng vi diệu như thế, nên đối với quả đây sanh sâu vui muốn, do nhân duyên đây xa lìa các việc ác tu tập các việc thiện, cho nên Như Lai vì hữu tình kia mà thuyết. Như trong kinh rộng thuyết về các tướng, trừ Bồ Tát ở trong cấm giới vì khéo an trụ nhẫn và huệ xả, nên chiều cảm tướng bàn chân bằng phẳng đứng vững vàng trên đất. Đối với cha mẹ cũng dường vô lượng, đối với khổ não của hữu tình tìm cách cứu giúp,
Do nghiệp động chuyển qua lại để cứu giúp nên chiều cảm tướng lòng bàn chân có bánh xe ngàn căm. Đối với các hữu tình khác xa lìa tổn hại và xa lìa chẳng cho mà lấy. Đối với các bậc tôn trưởng khởi nghiệp hoa kính chắp tay lễ bái thừa hỏi. Đối với hữu tình khác là hoan hỷ giúp đỡ vật chất chẳng để họ thiếu thốn và tự hàng phục sự cao ngạo nơi lòng. Do đây nên chiều cảm tướng ngón tay đại trợ phu tròn thon dài cùng lấy ba tướng nghiệp trên làm chỗ nương nên chiều cảm gót mù bàn chân đầy đặn. Do hành bốn nhiếp sự đối với bậc tôn trưởng nên chiều cảm giữa kẽ tay kẽ chân có mảng lưới mỏng. Do phụng thí những vật cần thiết dùng để tắm gội giặt rũ y phục cho các bậc tôn trưởng nên chiều cảm tay chân mềm mại nhu nhuyến. Do tụ tập thiện pháp hôm sành vừa đủ lại khiến tăng trưởng nên chiều cảm tay chấm gối khi đứng thẳng. Do tự thọ trì chánh pháp như thật khiến đắc rốt ráo lại rộng vị người tuyên thuyết và khéo cấp dưỡng phụng sự người nên chiều cảm tuổi phế như nai chúa. Do ở nơi chánh pháp khiến truyền tương tục không gián đoạn ở nơi trùng trùng nghiệp ác của thần ngữ ý đều năng dần dứt đoạn trừ. Đối với người tật bệnh năng cấp thí lương dược, đối với người yếu nhược năng sách tấn khích lệ, lại ở nơi các dục khéo ăn uống biết lượng chơi tưởng bị khuất phục cho nên chiều cảm lưng chẳng cong vẹo. Do đối với hữu tình không có y phục bị người xa lánh thì dùng chánh pháp từ bì nhiếp thọ khiến họ tu tập tạm quý thí y phục cho họ cho nên chiều cảm âm tàng ẩn kín. Do tự phòng hộ tự nhiếp thọ ở nơi thần ngự ý đối với ăn uống khéo tự biết lượng và bố thí thuốc trị bệnh. Đối với những việc nhiếp thọ không bình đẳng và thọ dụng không bình đẳng thì chẳng tùy chuyển. Ở mỗi cõi giới chống trái lẫn nhau năng khiến hòa thuận cho nên chiêu cảm thần tướng viên mãn như nọc củ đà. Ở nơi nghiệp năng chiêu cảm tướng tay chấm gối khi đứng thẳng cũng là nghiệp năng chiêu cảm phần lông trên thân. Đó là do tự mình khéo quan sát thân cận bậc minh trí, thường tùy gì tư duy nghĩa vì diệu, nhập nghĩa vì diệu, tôn trọng chỗ ở, năng tịnh tu trị, tắm giặt sạch sẽ, lại năng tịnh khiết tẩy uế, khử trừ các bụi bặm, cho nên chiêu cảm mỗi một lông trên thân màu xanh biếc xoáy thành hình chôn ốc về phía bên phải. Do năng thí ý vui hoàn hỷ, cấp pháp bố thí thức ăn uống, áo quần, thuốc trị bệnh cùng các vật nuôi thân, lại năng xa lìa phấn khỏe nên chiêu cảm da sắc vàng thần có hào quang một tầm. Cũng do nghiệp đây nên chiêu cảm các lỗ lông trên thân mỗi lỗ có một lông sinh trưởng, cũng năng chiêu cảm da thân mịn màng bụi trầm bám. Do huệ thí rộng nhiều các thức ăn uống thượng diệu mỹ vị đầy đủ sung túc cho đại chúng nên chiêu cảm bảy chỗ trên thân đều tròn đầy. Do đối với hữu tình như pháp làm việc, năng làm thượng thủ, năng làm trợ bạn, xa lìa ngã mạn, không hẹp hòi hung ác, lại thường vì hữu tình ngăn chặn những điều không lợi ích, an lập họ nơi lợi ích, cho nên chiêu cảm thân phần trên như sư tử chúa. Do bẩm tánh giác quyết mạnh mẽ tất cả công việc như sư tử nên chiêu cảm vai tròn đầy. Cũng do nghiệp đầy nên chiêu cảm ngón tay thon dài, cũng nên chiêu cảm thân phần thẳng lớn. Do xa lìa tất cả lời phá hoại ly gián bạn bè, lại khiến các hữu tình đã chia lìa được hòa hợp, nên chiêu cảm 40 cái răng bằng đều khít, không kẽ hở. Do tư duy pháp nghĩa tu tập tâm từ ở cõi dục nên năng chiêu cảm màu răng trắng sạch. Do hoàn hỷ xào bỏ chân vào để theo sự mong cầu của hữu tình nên chiêu cảm chán như sư tử. Do xem hữu tình như con yêu thương nhớ nghĩ cứu hộ, lòng tịnh tín xót thương cứu giúp, cung cấp thuốc trị bệnh trong sạch không uế nên chiêu cảm được vị tối thượng trong các vị. Do thí pháp vị nếm pháp vị, năng tịnh tu sửa trị các vị biến hoại, xa lìa nằm pháp, xa sanh trộm cướp, tà hạnh vọng ngữ uống rượu, năng tự mình phòng hộ, cũng quên người thọ trì. Tu tập tâm bi, năng tránh hành đại pháp thọ trì. Cho nên chiêu cảm trên đỉnh đầu thì cao như búi tóc, lưới rộng che khắp mặt. Do thường tu tập lấy chân thật lời ái kính, lời đúng thời và lời chánh pháp nên thành tựu đại pháp âm.
âm thanh vang dội như sấm, như tiếng sấm rền. Ngôn từ ai mẫn hòa nhã giống như âm của ca lăng tần gia vang khắp thế gian. Do thường tu tập tâm bi, tâm ai như cha như mẹ, nên chiều cảm mắt như châu chúa. Do như thật khen ngợi tán thán những người có đức, nên chiều cảm tướng lông bạch hào. 32 tướng đại trượng phu, như vậy chỉ lấy thực hành tịnh giới làm nhân mà năng chiêu cảm, vì cớ sao? Nếu hữu Bồ Tát hủy phạm tịnh giới thì có được thân người hạ tiện còn chẳng thể, huống năng chiêu cảm quả thân tướng đại trượng phu. Trong đây tướng đảnh và tướng vô kiến đảnh của Như Lai hợp lại là một chủng tướng đại trượng phu. Nếu xa lìa thực hành tịnh giới thì chẳng thể thành tựu 32 tướng như trên. Như vậy, vừa kiến lập rộng nhân của chủng chủng nghiệp tương xứng năng chiêu cảm 32 tướng đại trượng phu. Lại nữa, lược nói hai phần Bồ Tát tại gia và xuất gia. Nếu thực hành bốn chủng khéo tu sự nghiệp như đã thuyết, sẽ năng chiêu cảm tất cả tướng hảo. Do quyết định tu làm nên năng chiêu cảm tướng bàn chân bằng, khéo đứng vững trên đất. Do thải nhiều tu làm nên năng chiêu cảm tướng lòng bàn chân bánh xẻ ngàn căm, khi đứng đầy giải chấm gối. Tay chân có màng lưới mỏng ra trên thân sạch mịn màng, bảy chỗ trên thân đều đầy đặn, vai tròn đầy, thân phần ngay thẳng, lưỡi rộng. Do hàng thường tu làm nên năng chiều cảm ngón tay thon dài, gót mù bàn chân đều đặn, thân chẳng cong vẹo, thân viên mãn như nọc cổ đà, răng không hở. Do không tội tu làm nên năng chiều cảm các tướng còn lại, trong đây không tổn hại đối với tất cả hữu tình, nên năng chiều cảm tay chân mềm mại như nhuyễn, da thân sạch mịn màng. Ở trong các thiện gia hạnh thứ lớp, gia hạnh đúng thời đối với các hữu tình, nên chiều cảm đùi vế như nài chúa, do tâm cực tịnh tịnh sạch, vui sầu hoàn hỷ thực hành thiện pháp nên chiều cảm thường quang một tầm, da thân có sắc vàng, răng trắng sạch, lông mi bạch hào. Do không đắm trước những lời sừng khen cả ngợi tu thiện ẩn dấu đức, nên chiều cảm âm tàng ẩn kín. Do tất cả công đức tu tập thiện căn hồi hướng bồ đề, nên chiều cảm phần lông trên thân xoáy về bên phải 40 răng đều băng khít, được vị tối thượng trong các vị đỉnh đầu nhô cao. Do tu thiện không nhàm mỏi, thực hành gia hạnh không yếu nhược, nên chiêu cảm thân trên như sư tử chúa, trán như sư tử. Do tâm bình đẳng làm lợi ích cho tất cả hữu tình, nên chiêu cảm răng đều bằng, mắt xanh thẳm, lông mi như châu chúa. Do chẳng sanh vui đủ đối với chút ít thiện pháp thực hành hạ liệt, lại phát khởi tinh tấn gia hạnh mạnh mẽ hơn, nên được đại pháp âm, âm vang như tiếng sấm rền, ngôn từ ai mẫn hòa nhã, làm vui đẹp lòng người như tiếng của chim ca lăng tần già.